mình có hai người chú, một người làm cho nhà nước thì anh nghĩ là ổng cũng có mua hết. Khi retire ở Texas thì về Florida ở, retire được 6 tháng thì bạn bè mình mới lấy ngày nghỉ xuống thăm, gọi điện cho Hiêm là tao tới rồi nè, không ai mở cửa nó vô, mày đang ở đâu? Thì nó chờ chút để Hi chạy về, Hi mở cửa cho vô. Thì Hi mở cửa ra dình cửa cho bạn bè vô thì đột quỵ tại cửa chứ. Không có ai biết trước được chuyện đó. Có một người không có life insurance, chú về Việt Nam mà du lịch với vợ, đi chơi về rồi leo lên giường ngủ bị đột quỵ chết trên giường luôn. Khi mà mất rồi á, xe cộ của em mua mà chưa có thanh toán hết được, vợ không có trả được tiền xe thì mình còn phải ở lại lo mai táng, ít nhất là khoảng từ 30 ngàn. Tại vì vận chuyển bên Việt Nam mà vậy thì cũng tốn biết bao nhiêu tiền. Thì cái đó là mình nên khuyên các bạn nên có life insurance để có được số tiền lo lắng những cái gì mình muốn làm, thì những cái gì chút mình để lại, hoặc là bớt gánh nặng để cho gia đình mình hơn.